Chào các bạn đã quay trở lại với channel Invest và Travel với Jason à, Hôm nay Jason sẽ nói về cổ phiếu NVDA Chắc chắn nhiều người trade stock thì sẽ biết cổ phiếu NVDA và đặc biệt thời gian gần đây nó đã tăng lên quá nhiều Khi nói thêm chi tiết về NVDA thì các bạn đừng quên đăng ký vào cái channel của Jason cũng như đừng quên vào trong website JasonLayTrading.com để biết thêm chi tiết về những lớp học nào sẽ giúp các bạn đầu tư thành công NVDA hiện tại đã lên hơn 700 đồng một cổ phiếu thì đây là con số rất là lớn trong một năm qua, NVIDIA đã phát triển hơn 200%, sao lại có thể tăng trưởng nhanh đến như vậy? Thứ nhất là trong năm vừa qua, NVIDIA đã có cái doanh thu quá là tốt. Hầu như cái quarter nào là cái quý nào NVIDIA cũng vượt xa hơn mong đợi từ các nhà đầu tư. Cái nhu cầu về chip nói chung hiện tại rất là cần thiết và phổ biến. Nói riêng của NVIDIA thì NVIDIA có những con chip mà hầu như những công ty doanh nghiệp nào cũng đều đang cần. Từ computer, từ game và từ xe hơi vân vân cạnh đó những con chip làm về AI artificial là trí tuệ nhân tạo đã giúp cho Nvidia phát triển vượt bậc hiện tại đối với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng nó cũng đã muộn một chút xíu khi đầu tư vào Nvidia vì nó đã lên quá cao khả năng có thể nó còn lên một chút xíu nữa nhưng mình sẽ thận trọng mình sẽ chờ cho nó xuống lại rồi mình mới đầu tư hoặc là mình hy vọng trong tương lai gần đây khi nó split là chia cổ phiếu ra nhỏ lại một lần nữa thì mình mới đầu tư và ngoài ra nếu như nó có tiếp tục lên thì mình cũng không có lấy làm buồn vì mình không đầu tư thì mình không có thua thì chẳng có gì làm buồn coi như mình kiếm cổ phiếu khác và nếu như các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể hỏi Jason video mình sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó và cuối tuần này Jason không có lớp dạy học vì tết Việt Nam sắp đến cho nên mọi người đều nghỉ lễ à, bắt đầu tuần sau thì Jason lại có lớp dạy học về option các bạn nào muốn đăng ký học option thì vào trong website của Jason jasonlaytrading com để có thể đăng ký cũng như biết thêm chi tiết cảm ơn các bạn chúc các bạn có một ngày trading gặp nhiều may mắn hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau